Thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 Talim trong 12 giờ qua di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km mỗi giờ. Vào khoảng sáng ngày 18 tháng 7, bão số 1 ở cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 110 km, sức gió vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 10, giật cấp 13. Khoảng trưa chiều ngày 18 tháng 7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Bộ với trọng tâm bão là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình. Khu vực thủ đô Hà Nội ngày 18 tháng 7, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ thời điểm gần sáng có mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, chuyển gió mạnh dần lên, cấp 4, giật cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ C. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão số 1 có hoàn lưu rất rộng, dù không tác động trực tiếp nhưng các tỉnh rìa hoàn lưu bão cần hết sức lưu ý, đề phòng hiện tượng dông lốc mạnh xảy ra. Vào khoảng ngày 19 tháng 7, mưa dông tại Hà Nội vẫn tiếp diễn với tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Người dân không nên chủ quan với hiện tượng này, đồng thời đề phòng mưa với cường suất lớn diễn ra gây ngập úng đô thị,